sau lại cô chú và anh chị em các bạn mến thương. Và bây giờ, để không mất thời gian để cho Nguyên đi vào bản tin thời sự của ngày hôm nay. Đầu tiên bản tin giật gân. Nghe nói không là giật gân rồi. Bản tin này Nguyên không biết ai đã loan tả ra. Ông bà nào nhiều chuyện mà từ Nga đến Việt Nam nó loan tả ra một cách rộng rãi. Tất nhiên là bản tin này nó dành riêng biệt cho Việt Nam và Nga thôi. À, tất nhiên là chắc là có vài tờ báo của những quốc gia khác, nhưng mà phép là Nguyên không thể đọc hết được. Còn báo chí của phương Tây ở tại châu Âu, châu Mỹ thì Nguyên không thấy nó đưa. Nhưng Việt Nam và Nga thì đưa một cách rầm rộ. Đó là bản tin gì? Đó là tổng tư lệnh của Ukraine muốn đầu hàng. Adu! Các quý vị đã cập nhật qua bản tin của Nguyên chiến sự mỗi ngày. Ngày nào các quý vị cũng cập nhật qua Nguyên hết. Mà tin của Nguyên qua nó thật chứ các quý vị là nóng hổi, nóng phỏng tai luôn. Mà Nguyên còn không biết. Mà bỗng nhiên Nguyên đọc báo Việt Nam, đọc báo của Nga. Tổng tư lệnh của Ukraine muốn đầu hàng. Nghe là gây sốc liền. Nghe một cái là Nguyên cảm giác là tá hỏa tâm tinh. Nguyên nói chết rồi, thiệt thiệt hả? Vậy là xong rồi. Tổng tư lệnh là ai? Đâu phải là người bình thường. Là cái người điều hành cả lực lượng quân đội, là cái người nắm quyền hoàn toàn. Nghe nó là tổng tư lệnh của Ukraine muốn đầu hàng. Trời, muốn xỉu luôn các quý vị. Giống như thầy của Nguyên mà nói là ai mà tặng cho thầy Nguyên là 1 tỷ là ông muốn xỉu luôn. À, Nguyên khỏi cần tặng 1 tỷ, Nguyên nghe cái bản tin này là Nguyên muốn xỉu luôn này. Bởi vì mình đang bận tâm với cuộc chiến mà mình theo dõi cuộc chiến mỗi ngày. Chứ đâu phải là mình lâu lâu mới nghe thời sự và đọc báo đâu. Mình theo mỗi ngày, mình theo mỗi giờ nhiều khi nữa. Mà bây giờ bỗng nhiên nhận được cái bản tin vậy nó là sốc chứ. Báo Nga nó giết hàng loạt, chứ đâu phải không có đâu. Mà toàn là những báo mặt hàng đầu của Việt Nam không. Đài Việt Nam nó chia sẻ hàng loạt. Nguyên còn nghe thấy sốc nữa. Và lúc đó thì Nguyên bàng hoàng, lo lắng. Nguyên nói chết rồi, vậy là Ukraine xong rồi. Vậy là Ukraine tổng tư lệnh mà muốn đầu hàng là chết rồi. Ôi, Nguyên đã vô trang quốc phòng của Ukraine, Nguyên đã vô trang chính phủ của Zelensky, Nguyên đã vào trong những tờ báo hàng đầu của Ukraine để Nguyên tìm cái bản tin này. Nguyên mò, nói thật với quý vị là Nguyên coi, Nguyên mò lắm, mệt thời gian mấy tiếng đồng hồ chẳng thấy cái gì hết. Nhưng mà báo Nga, báo Việt Nam thì đưa một cách rầm rộ. Đài truyền hình của Việt Nam, đài của Việt Nam chia sẻ một cách mãnh liệt. Khi lúc đó là Nguyên gãi đầu là trục chiến tranh này, Ukraine đang bắt đầu chiếm ưu thế trở lại. F-16 sắp sửa đến. Những nhiều kho vũ khí và hợp đồng quân sự Ukraine mới vừa ký, rất là nhiều quốc gia. Bữa nay đang ký với Anh Quốc, cái gì cũng tốt đẹp hết. Lý do nào đầu hàng khi mình đang có cơ hội chiến thắng? Ây! Nên là sao Nguyên nói á, chia sẻ thông tin chính trị, theo dõi nó cũng dễ bị đau tim, nhức đầu. Và đặc biệt là nếu các quý vị nào mà yếu tim, tăng xăng máu lên cao, nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm! Nên lý do đó mà Nguyên chia sẻ bản tin chính trị lúc nào nó cũng có một cái dấu hiệu hài ước. Vì Nguyên sợ lỡ các quý vị nghe tin tức rồi tức đi nữa là các quý vị xảy ra chuyện gì là Nguyên là người có lỗi. Lúc đó con của các quý vị, cháu của các quý vị, nó sẽ chỉ trích Nguyên là kẻ tội phạm, sợ lắm. Nên là thông tin của Nguyên lúc nào nó cũng kèm vào những cái thông điệu, thông điệp và âm nhạc hài ước để chúng ta nhẹ nhàng lại chút xíu, ổn định được tinh thần và tâm lý. Nó không nguy hiểm quá. Đây là bản tin đầu tiên khá là hấp dẫn và chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Bản tin thứ hai không thua kém dành cho các quý vị ở tại Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì báo chí ở Mỹ nó có viết một cái tựa đề nó cực kỳ là gây sốc luôn. Nó nói rằng là có 11 dấu hiệu. 11 dấu hiệu. Bắc Joe nhà ta sẽ ngừng cuộc chơi vào tòa Bạch Ốc, sẽ nhường lại vị trí cho người khác. Cho Nguyên nói với các quý vị rằng là có một cái điều mà Nguyên rất là nể phục bác Joe. Đó là cái sự tự tin của bác. Bác tự tin đến mức độ mà Nguyên nói thực tế là cái sự tin của bác có thể chia sẻ cho Nguyên một chút xíu không? Và bác tự tin là bác từ đó tới giờ là bác, nhiều người đã từng nói là bác không có đủ khả năng thắng bác Trump đợt này. Đợt trước là một sự kỳ tích. Nhưng mà kỳ tích thì xuất hiện một lần, chứ
chứ không thể nào xuất hiện hai lần được. Nhưng bác Joe thì vẫn khẳng định rằng chỉ có tôi mới là người chiến thắng. Và Nguyên đã cập nhật những cái quan điểm của bác Joe trong thời gian gần đây phỏng viên báo chí. Thì bữa nay Nguyên nhận một cái bản tin mà làm cho Nguyên cảm giác bàng hoàng. Trong đó nó nêu lên 11 nguyên nhân lý do mà bác Trump sẽ ngừng, chứ không phải là một lý do 11. Và cái lý do đầu tiên nó nêu lên làm cho Nguyên càng gây sốc hơn nữa. Đó là bài phát biểu của cựu tổng thống Hoa Kỳ, đó là cựu tổng thống Barack Obama, tổng thống người da đen đầu tiên của đất nước Mỹ, một vị tổng thống cũng có nhiều người yêu mến. À, và giữa bác Joe và Barack Obama là hai người đều thân bạn thân, đúng không? Bạn thân. Và ngày hôm nay Barack Obama đã nói cái gì? Đã nói một cái câu rất là tế nhị. Tôi coi với cái tình trạng ngày hôm nay, tôi thấy cái cơ hội thắng của Joe càng ngày càng ít đi. Càng ngày càng ít đi. Nên tôi nghĩ rằng Joe hãy nên xem xét lại về vấn đề tranh cử của năm 2024. Một đàn anh của mình đã nói điều này thì không biết bác Joe suy nghĩ như thế nào. Các vị cũng biết là sau lưng bác Joe thì có những cái thế lực rất là thân cận, giống như là gia đình Clinton, là cựu tổng thống Clinton, rồi gia đình Barack Obama, là những người của bà Nancy, là những người có thể nói là đứng sau lưng cái bức màn và yểm trợ cho Joe. Và những người có cái tầm cỡ như vậy bây giờ là họ không còn niềm tin với bác Joe nữa. Không còn niềm tin, mà đặc biệt là trong cái giai đoạn mà bác Joe bị COVID. Trời ơi, tội bác Joe quá. COVID. Mà COVID đâu phải 1-2 ngày nó lành. Với cái lứa tuổi này nhiều khi nó quất cả tầng hay là 2 tầng. Nên là hiện bây giờ trong một cái bối cảnh mà đang được loan tả ra là bác Joe bị COVID, thì cựu tổng thống Hoa Kỳ đã có một cái lời khuyên nhẹ rằng là cơ hội thắng càng ngày càng giảm đi, hãy suy nghĩ lại đi. Hãy suy nghĩ lại đi. À, các quý vị còn nhớ Nguyên đã cập nhật cho các quý vị và những bài bình luận của Nguyên như thế nào? Vấn đề chính trị tại Hoa Kỳ. Bầu cử năm nay nó khác biệt so với những năm khác. Nó sẽ có những yếu tố bất ngờ và nó có thể có những người thứ ba xuất hiện. Nếu các quý vị nào nhớ những bài bình luận của Nguyên vừa qua, nếu các quý vị nào theo dõi mỗi ngày thì chắc chắn là các quý vị ít hay nhiều lại nhớ những lời Nguyên nói. Đối với Nguyên là bầu cử tại Mỹ còn 4 tháng nữa thôi, nhưng nó sẽ có nhiều sóng gió nữa. Những cái sóng gió vừa qua, cựu tổng thống Donald Trump đã bị ám sát hụt, đó là một việc. Nhưng còn nữa, nhiều sóng gió, cả luôn bác Joe cũng phải gặp sóng gió. Nên là cô chú anh chị em nào yêu mến bác Joe thì phải nên thận trọng. Vì không biết cuộc đua này bác Joe có thể đi đến giây phút cuối cùng hay không. Tình trạng của bác Joe sức khỏe thì nó cũng khá là bất ổn. Bữa hên bữa xui. À, và cái điều quan trọng nhất đó là cái sự ủng hộ trong đảng phái, đồng minh, thân cận, cánh phải, cánh trái, nó đang giảm dần cho bác Joe. Ây da, căng nha. Tình hình hơi bị căng cho đảng Dân Chủ. Tình hình như thế nào? Và những kịch bản thay thế nó có hay không? Nó đã có từ lâu. Nó đã chuẩn bị từ lâu những kịch bản đó. Trong đó có những khuôn mặt rất là thân quen, cũng giống như là vợ Barack Obama hay là bà Clinton và vài người khác cũng có. Nên là vấn đề của đảng Dân Chủ thì họ cũng đang chuẩn bị tất cả những kịch bản để nếu có những trường hợp bất đắc dĩ xảy ra thì cũng sẽ có người thay thế. Bầu cử năm nay Nguyên thấy hơi bị yếu tim đó nghe các quý vị. À, cho Nguyên nói với các quý vị rằng là bầu cử Hoa Kỳ năm nay hơi bị yếu tim. Khi lúc đó thì bác Trump đang ở trong một cái lợi thế khủng khiếp sau khi bị ám sát. Cái sự ủng hộ thì nó càng quyết liệt, đảng Cộng Hòa thì đoàn kết. Và cả luôn Tổng thống Zelensky đã có cuộc nói chuyện bí mật với bác Trump ngày hôm nay.
Có thể nói là nhiều sự việc nó đã xảy ra lạ kỳ. Thì đây là một cái bối cảnh chính trị khá là phức tạp tại Mỹ. Ai thắng ai bại thì Nguyên nói là 30 chưa phải là Tết. Quá khứ 4 năm về trước Nguyên đã học một cái bài học đớn đau, thì Nguyên cũng không muốn mình làm sai lầm thêm một lần nữa. Ai cũng có quyền sai. Cái điều là chúng ta sai rồi thì chúng ta biết sửa và chúng ta học đó là một cái bài học. Nếu chúng ta trải qua những cái mình kêu là kinh nghiệm mà chúng ta không triết lý nó ra để giữ một bài học, thì những cái trải nghiệm của chúng ta nó chẳng có giá trị gì hết. Và 4 năm về trước thì Nguyên vỗ ngực xưng tên, cầm đèn chạy trước ô tô, công bố rằng bác Trump sẽ thắng. Nhưng kết quả là ô tô cán Nguyên, Nguyên nằm la liệt hết. Đau buồn, tinh thần Nguyên tụt dốc, tinh thần Nguyên tụt dốc. Ít nhất là vài tháng sau là Nguyên mới ổn định được cái tinh thần của mình. Và sau đó thì Nguyên đã rút ra một cái kinh nghiệm là trong vấn đề chính trị thì không ai biết trước được hết. Không ai biết trước được và không ai khẳng định được cái điều gì. Nên là đừng bao giờ cái gì cũng tin là chắc. Đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Và đừng bao giờ cam kết 100% ai là người thắng đắc cử cả. Nên là cho Nguyên mãn phép đợt này học kinh nghiệm của 4 năm về trước. Nên là không dám chắc chắn 100%, mạnh miệng nói quá trời nói luôn. Rồi kết quả thì bác Joe bác thắng áp đảo với 81 triệu lá phiếu. Ôi trời ơi, có nhiều người nói trời ơi Nguyên ơi, là bởi vì bầu cử như thế này, bầu cử như thế kia. Đối với Nguyên nó không quan trọng, quan trọng là cái kết quả. Và ai là nắm quyền. Nguyên không thích đổ lỗi cho người khác. Nguyên chỉ có nói là bởi vì mình chưa có bận tâm, mình làm việc chưa đủ nên xảy ra chuyện đó. Còn thắng là thắng, bại là bại. Bây giờ nói cái gì thì nó cũng vậy thôi. Thì bác Joe cũng đã nắm quyền 4 năm. Nên là đối với Nguyên không thích đổ lỗi. Có nhiều người họ dùng cái đó để là họ đổ lỗi đối với Nguyên. Nguyên không thích điều đó. Vì nếu mình đổ lỗi thì nó dễ lắm. Nhưng mình không học được cái gì hết. Mình đổ lỗi thì mình sẽ không học được cái bài học gì cả. Nên đối với Nguyên, Nguyên chấp nhận cái điều đó là cái sự thiếu sót của đảng Cộng Hòa. Cái sự chuẩn bị bầu cử nó không đầy đủ. Và không tính tất cả những cái đường lối và dẫn đến cái sự thất bại của chúng ta. Vậy thôi. Vì không biết là cái bài học đớn đau của 4 năm về trước đảng Cộng Hòa có học hay không, hay đọc đảng Cộng Hòa lại lấp đi trường hợp cái hố cũ cũng rớt trong cái hố nữa, mình không rõ. Vì đáng tiếc Nguyên không phải là cử tri của Mỹ, Nguyên cũng không phải là người đảng Cộng Hòa. Nguyên chỉ ủng hộ qua cái quan điểm của một cái người châu Âu đang chờ đợi sự quay trở lại của cựu Tổng thống Donald Trump để giúp đỡ Việt Nam chúng ta lấy lại chủ quyền Biển Đông mà thôi. Nguyên đã từng tâm tình với các quý vị. Đó là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và chia sẻ cùng cô chú anh chị em. Và bây giờ đến những nhà lãnh tụ chấn động khác. Chúng ta nói về nhà lãnh tụ của Bắc Triều Tiên đi nào. Chắc quý vị nói là mỗi quốc gia trên thế giới đều có những cái khuôn mặt rất là quen thuộc. Và có những cái khuôn mặt nó làm cho người ta ấn tượng. Thì Kim Jong Un là trong những người như vậy. Kim Jong Un có một cái mái tóc huyền thoại bất bại. Nhìn cái tóc là biết là Kim Jong Un. Với cái body rất là lịch lãm. Đó kêu là mình dây mà phọt ông địa. Một cái body mà đi thì khó, lăn thì dễ. Một cái body mà nhìn là biết từ xa là Kim Jong Un rồi. Đó. Kim Jong Un có những bài phát biểu khá là độc đáo, khá là chấn động với những cái hành động điên cuồng của Kim Jong Un đã làm cho thế giới theo dõi với cái trường hợp đứng tim, nguy hiểm và lo sợ. Thì Bắc Triều Tiên gần đây nó có xảy ra nhiều vấn đề. Thứ nhất là phái đoàn của Bắc Triều Tiên đã đến Nga và cái ông mà kêu là trưởng phái đoàn đã tử vong tại Nga. Cái chuyện ngày hôm qua Nguyên đã từng nói. Bắc Triều Tiên thường xuyên bắn hỏa tiễn, thì ngày hôm nay Bắc Hàn đã gửi thêm 200 cái bong bóng. Thì chắc quý vị biết bong bóng chở cái gì rồi đúng không? Chứa cái gì thì khỏi phải nhắc nữa. Mắc công diễn đàn của chúng ta có cái mùi nó rất là nặng. Ngày hôm nay Bắc Hàn đã gửi thêm 200 cái bong bóng qua bên Nam Hàn. Đó, mà Trung Nguyên nhắc lại là Nguyên không nói nó là cái gì ở trong bong bóng đó, vì cái mùi nó nặng lắm mà các quý vị đã biết rồi. Thì tiếp tục gửi những cái bong bóng như vậy giữa Bắc Hàn và Nam Hàn. Và một bản tin cho biết là Putin đã gửi một cái phái đoàn đại diện cho đất nước Nga
đến thăm Kim Song-un khẩn cấp. Cái điều nó lạ thứ vậy. Cái phái đoàn của Bắc Triều Tiên mới đến Nga cách đây được vài ngày, thì bỗng nhiên Nga là gửi một cái phái đoàn khác đến Bắc Triều Tiên để làm gì? Lạ không? Thấy lạ không? Chuyện gì giữa Bắc Hàn và Nga đấy trong giai đoạn này? Có cái gì đó nó hơi lạ lạ. Hai ông vừa gửi phái đoàn lại ngược lại gửi một cái phái đoàn nữa. Lạ thiệt. Nên là hiện bây giờ thì cả thế giới cũng đang theo dõi rất là sát cái nguyên nhân mà Putin đã gửi cái phái đoàn đến Bắc Hàn. Nguyên nhân và lý do vẫn chưa hiểu. Nhưng mà trong cái bối cảnh giữa Bắc Hàn và Nam Hàn đang vô cùng gay cấn, đang vô cùng lo lắng, trong một cái bối cảnh mà Nguyên nói thật với các quý vị là hiện bây giờ đó, Nam Hàn họ chuẩn bị tất cả những kịch bản trong tương lai xấu có thể xảy ra. Ngày hôm nay thì Nam Hàn vẫn tiếp tục chơi cái chiêu trò cũ, đó là tuyên truyền qua phát thanh từ loa phía bên Bắc Hàn để đáp trả được cái hành vi của Bắc Hàn đã gửi 200 cái bong bóng vào lãnh thổ của Nam Hàn trong ngày hôm nay. Đây là bản tin liên quan đến nhà lãnh tụ tối cao của Bắc Triều Tiên mà nhiều người đang chú ý. À, Trung Nguyên nói như thế này, cô chú và anh chị em. Chúng ta chú ý cả thế giới. Chúng ta thích nghe, chúng ta thích nói. Nhưng khi nói về lãnh tụ Việt Nam thì người Việt Nam chúng ta ngại ngại sao đó. Người Việt Nam trong nước, Nguyên nói là người Việt Nam trong nước đó, e ngại sao đó. Thì bữa nay tại Việt Nam mà các quý vị đã từng nhắc nhở Nguyên mà sợ Nguyên quên mà không chia sẻ, cái chuyện gì quên chứ chuyện này không thể quên được. Ngày hôm nay thì phía bên đảng và nhà nước cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đã trao huy chương mai vàng cho Bác Trọng. Cho Nguyên nói một câu nha, cái vấn đề trao huy chương là cái điểm nó xấu lắm. Từ đó tới giờ mà Nguyên có theo dõi chánh trị từ trong đất nước Việt Nam đến ngoài đất nước, cái vấn đề mà trao huy chương Nguyên sợ nhất là cái điều đó. Tại sao lại trao huy chương? Mỗi lần mà trao huy chương là sắp sửa xong rồi. Cái vấn đề này thì chúng ta phải nhìn thoáng hơn một chút xíu. Vì con người mà ai rồi cũng phải ra đi, đâu có ai sống mãi đâu. Chắc có vậy, không ai sống mãi cả. Không đi đường này thì cũng sẽ đi đường khác. Chứ sống hoài người ta đâu kêu con người nữa, người ta kêu con quỷ rồi. Con người rồi cũng phải nhập thổ quy an. Thì Bác Trọng cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng đã yếu trong thời gian vừa qua, lặn cũng đã giá nhiều rồi. Thì sức khỏe cũng yếu, xảy ra những bệnh tật thì chuyện nó không tránh khỏi. Thì cái điều này thì cái điều nó lạ kỳ là trong cái giai đoạn mà Bác Tô Lâm mới vừa lên chức không lâu, Bác Tô Lâm mới vừa lên chức chủ tịch nước đâu có lâu đâu, ngồi trên cái ghế chủ tịch nước nó mới vừa nóng hổi à. Bác Trọng đi, gia đình Bác Trọng buồn, nhưng Nguyên nghĩ Bác Tô Lâm đang vui mừng trong lòng. Nguyên không biết, Nguyên nói cái câu này thì không biết như thế nào, nhưng Nguyên nghĩ là trong lòng Bác Tô Lâm, Bác vui mừng trong lòng. Ngày hôm qua thì cái câu chuyện này Nguyên đã chia sẻ và nghe được anh chị em, có nhiều người ở Việt Nam cũng đang đi tham quan ở chung nơi này. Người ta nói một cái câu hơi là khó nghe một chút xíu cho Nguyên. Xin lỗi trước nha, trước khi mà Nguyên nói, xin lỗi trước là Bác Trọng sắp sửa đi đoàn tụ. Cả đất nước chuẩn bị khui bia chúc mừng. Nguyên không biết có chúc mừng hay không, thì đó là Nguyên không có biết. Nhưng mà Nguyên nghĩ là mấy đảng viên, mấy bác Red Bull rất là đau xót. Rất là đau xót. Cho Nguyên nói đây là cái lời nói, không phải là Nguyên nói. Đây là Nguyên gặp người Việt Nam ở đây nè, người Việt Nam ở đây họ nói. Chứ Nguyên thì mạn phép là tuổi còn nhỏ, không dám chiêu chọc những cái đề tài này cho lắm. Thì cho Nguyên nói là ở trong một cái câu chuyện thì trong đây Nguyên thấy là cái người hưởng lợi nhiều nhất chính là Bác Tô Lâm. Và hiện bây giờ thì Bác Tô Lâm gánh vác hai cái vai trò, thay thế cả luôn vị trí của Bác Trọng. Bác Tô Lâm bây giờ là một đít lại ngồi hai ghế nữa, mục đích lại ngồi tiếp tục hai ghế. Chuyện Việt Nam càng ngày nó càng ly kỳ. Khi lúc đó nó có chuyện bí mật xảy ra tại Việt Nam mà Nguyên không ngờ nó có. Các vị còn nhớ ngày hôm qua đúng không? Nguyên đã nói là Việt Nam đã trình bày trên Liên Hiệp Quốc
về cái vấn đề lãnh thổ đất nước Việt Nam. Trong cái bài trình bày đó ngày hôm nay thì Nguyên đọc rõ, đặc biệt là qua bài phát ngôn của cô Hằng, Nguyên đã hiểu rõ được là trình bày cụ thể như thế nào. Nó chuyện lạ, nó trùng khớp lắm. Khi bác Trọng Lâm bệnh nặng thì Việt Nam đã trình bày chủ quyền của đất nước lên Liên Hiệp Quốc. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên Việt Nam đã trình bày chủ quyền của Liên Hiệp Quốc, trong đó nó gồm cả quyền lợi của biển cả 200 hải lý từ đất liền của Việt Nam, với cho rằng đây là cái quyền lợi của quốc tế. Tất nhiên nó sẽ gồm trong đó cả Trường Sa và Hoàng Sa và cả luôn những cái khu vực 200 hải lý của Việt Nam. Thì các quý vị biết Trung Quốc thì một mặt thì họ kêu là Biển Đông là của họ 99%, và Việt Nam chúng ta sẽ không thể nào có 200 hải lý theo cái bản đồ của Trung Quốc. Thì trong cái giai đoạn Bác Trọng đang lâm bệnh nặng ở trong bệnh viện, Đảng đang tìm đủ thứ biện pháp để cứu Bác Trọng ra khỏi cái sự lâm nguy, thì chính phủ Việt Nam đã trình bày cho Liên Hiệp Quốc về vấn đề 200 hải lý lãnh thổ của Việt Nam. Nó kỳ lạ không? Xưa nay không làm, lại chọn giây phút mà Bác Trọng lâm bệnh nặng. Tại sao kỳ vậy? Chuyện gì nó đã xảy ra đây? Chỉ chăng là một cái sự trùng khớp? Khi vấn đề mà trình bày như vậy là phải hỏi ý kiến ai đó, đặc biệt là phải hỏi chủ tịch nước. Không phải bất cứ ai có quyền trình bày cái điều này. Cái người mà có thể trình bày cái điều này chỉ có duy nhất là Bác Trọng. Cái người có quyền lệnh ra lệnh cho phía bên chính phủ Việt Nam trình bày lên Liên Hiệp Quốc về nêu lên vấn đề chủ quyền của Việt Nam duy nhất chỉ có một Bác Trọng hay là Bác Tô Lâm. Cả Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng không làm được điều đó. Nó lạ không các quý vị? Thì ngày hôm nay cô Hằng cô đã nêu lên cái vấn đề này để giải thích cho báo chí rằng là khi Việt Nam trình bày lên Liên Hiệp Quốc thì những cái quốc gia láng giềng của Việt Nam ai cũng ủng hộ. Không ai phản bác về chủ quyền của Việt Nam 200 hải lý theo luật lệ của quốc tế năm 1982 UCLOS cả. Việt Nam có lịch sử, có giấy tờ chứng thực những chủ quyền về lịch sử của mình. Wow, chuyện nó lạ đúng không? Nguyên nói thật với các quý vị là nhiều khi những cái câu chuyện lạ trong những ngày gần đây nó làm cho Nguyên cũng ngồi phải suy nghĩ một chút xíu. Nguyên cũng không biết lý do tại sao mà trong một cái giai đoạn mà nhạy cảm vấn đề Biển Đông, Việt Nam mình rất là lo, rất là sợ hãi Trung Quốc. Việt Nam rất là sợ Trung Quốc. Khi lúc đó Philippines và nhiều quốc gia khác đã kêu gọi Việt Nam lên tiếng, Việt Nam không lên tiếng. Nhưng bỗng nhiên Bác Trọng ngã bệnh một cái, bùm, Việt Nam nêu lên cái vấn đề. Hiện bây giờ Nguyên vẫn chưa nhận được cái bản tin của Trung Quốc phản hồi như thế nào khi cái báo cáo của Việt Nam như vậy. Trung Quốc có lên tiếng gì hay không thì Nguyên không rõ. Bởi vì Nguyên chưa nhận thì Nguyên không dám nói. Thì các quý vị có biết cái tánh Nguyên mà, có gì nói đó thôi. Cái gì biết thì nói biết, không biết thì không nói biết. Chứ không phải là nghe phân nửa đâu đó, nghe ai đồn mà nói, đó là không được. Vì Nguyên là người làm thông tin, nếu là Nguyên là người bình thường thì nói cái gì cũng được. Mà Nguyên chia sẻ thông tin của Nguyên phải xác thật và thông tin của Nguyên nó phải chính xác. Và cái gì Nguyên nói, Nguyên phải có trách nhiệm lời nói của mình. Chứ không phải là nói cho nó vui, nói cho đã cái mồm rồi thôi. Nên lý do đó Nguyên rất là thận trọng trong bài phát biểu của mình. Và các chú anh chị em cũng biết đó, là trong một cái giai đoạn mà Trung Quốc thì lúc nào họ cũng khẳng định là Biển Đông là của họ, lưỡi bò là của họ. Thì bây giờ Việt Nam có phải chăng là đã quay lưng lại với Trung Quốc? Việt Nam đã ăn tôm hùm mặc gấu? Hay là bởi vì Bác Trọng người ta kêu là gì? Cọp chết để da, người chết để tiếng. Nguyên cũng chẳng biết nữa. Tình trạng bây giờ nó gay cấn quá. Thì đối với Nguyên, nếu mà nói về vấn đề mặt của một con người với con người, Bác Trọng đi rồi thì Bác Tô Lâm cũng chẳng tốt đẹp gì hơn bao nhiêu. Nguyên nói thật, giữa Bác Tô Lâm và Bác Trọng thì Nguyên nghĩ Nguyên sẽ chọn Bác Trọng hơn Bác Tô Lâm. Vì các người vậy, Nguyên xin lỗi cái điều đó. Con người của Nguyên cái gì nó cũng đưa lên cái bàn cân hết. Bây giờ nếu mà tôi không còn lựa chọn ai khác, tôi chỉ lựa chọn hai ông, giữa ông Tô Lâm và ông Trọng tôi chọn ai? Nguyên thí dụ như vậy. Nguyên dùng cái từ chữ ông để nói cho vấn đề là không có lứa tuổi. Các người vị đừng ô thằng này nó trẻ mà nó hổn, không phải. Cái chữ ông đây là đại diện cho mọi người không có lứa tuổi. Nếu ai đó cũng giống như trường hợp giống như Nguyên là tôi không còn lựa chọn, chỉ lựa chọn hai ông,
thì tôi sẽ chọn bác Trọng hơn. Khi lúc đó đó, trong cái trường hợp như vậy đó, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính lại ít lên nói. Thủ tướng Phạm Minh Chính im lặng rất là nhiều, Thủ tướng Phạm Minh Chính lại không nói nhiều. Tình trạng của Việt Nam đã có sự thay đổi. Để cho Nguyên nói, dù chúng ta là giàu sang phú quý, dù chúng ta là chủ tịch nước quyền quý, rồi chúng ta cũng phải đi mà thôi. Nên tại sao Nguyên nói á, người còn sống có quyền đó, hãy tạo phúc, vì mình chết rồi còn lại những cái tiếng thơm giữ lại muôn đời. Chớ mà sống mà đang giữ quyền lực và sống ác, sống xấu, chết người ta ruồng rủa, người ta không yêu thương gì đâu. Đó là nhiều khi nhìn thấy rõ bác Trọng không? Cách đây không lâu vẫn còn nói thao thao bất tuyệt. Cách đây không lâu cũng còn nói cái đề tài đề này kia đúc lò đúc nọ. Cuộc đời không ai biết được ngày mai. Vài ngày trước, vài ngày sau cuộc đời nó đã thay đổi chắc như vậy. Định mệnh con người nghiệp nó quật lẻ lắm. Nghiệp nó quật lẻ lắm, cỡ này nghiệp nó quật lẻ lắm. Nói nghiệp quật lẻ là cho Nguyên mạn phép chia sẻ một bản tin liên quan đến thầy của Nguyên nghiệp quật là Nguyên nhớ. Thầy của Nguyên có nói một cái câu rất là chí lý. Đó là những người anh chị em nào hút thuốc sẽ không bao giờ già. Phải. Thầy của Nguyên đã từng nói câu đó. Anh chị em nào hút thuốc sẽ không bao giờ già. Bởi vì chết từ lúc trẻ rồi làm gì có già. Đó là thầy Nguyên nói một câu rất là chí lý. Đó. Hút thuốc không bao giờ già. Bởi vì chết hồi trẻ rồi thì sẽ không cơ hội có già. Lâu lâu phải nhắc vài câu của thầy của Nguyên. Ngày hôm qua Nguyên không nhắc thì có cô đó: con ơi con đã không nhắc liên quan đến thầy của con. Con đã phản bội thầy con rồi. Con đã không trung thành với thầy con nữa. Thầy con bây giờ bị Việt Nam tẩy chay mà con còn phản bội nữa. Không phải, không phải lúc nào Nguyên cũng nhắc. Vì nhắc nhiều quá thì nhiều cô chú anh chị em nói thằng này á, ngày nào nó cũng nhắc thầy nó hết. Nghe hoài nó cũng cái cảm giác nó chán. Nên là nhiều khi là Nguyên cũng khiêm tốn lắm, chứ Nguyên cũng nhắc nhiều lắm. Vì thầy của Nguyên có bài nhiều bài diễn đạo, giảng đạo mà có một không hai mà nó hay tuyệt vời. Mà Nguyên chưa thấy có ai đã vượt qua hơn khỏi thầy của Nguyên. Nhưng mà thôi, nói nhỏ nhỏ thôi, nói nhiều thì các quý vị cũng không thích nghe cho lắm. Nên là Nguyên chỉ có nhắc nho nhỏ về thầy của Nguyên thôi. Để cho các quý vị lâu lâu đừng có quên là thầy Nguyên vẫn còn đâu đó, vẫn còn đâu đó. Để cho chắc quý vị nhìn thấy rõ được cái bối cảnh ngày hôm nay, nghiệp nó quật lẻ lắm các quý vị ơi, nghiệp nó quật lẻ lắm. Bây giờ không ai biết được ngày mai. Hiện bây giờ chưa biết là tương lai nghiệp tới ai, nghiệp tới ai nó chưa biết. Hiện bây giờ Nguyên thấy cái bộ máy chính trị của Việt Nam á, nó thực tế trong những mấy năm gần đây á, nó thay đổi quá nhiều. Từ Bắc Phúc, đúng không? Đến Bắc Thưởng, Bắc Vương Đình Huệ, Nguyên không ngờ luôn. Thực tế là nhiều vấn đề mà nó thể nói làm cho những ai theo dõi chính trị của Việt Nam cũng khá là đứng tim và đau đứng. Thì hiện bây giờ thì Nguyên thấy những cái đài mà của mấy anh chị em Red Bull á, họ đang lập lại tiểu sử của Bác Trọng, ca ngợi những thành tựu của Bác Trọng, trao huy chương rồi lập lại tiểu sử rồi ca ngợi cái thành tích trong quá khứ rồi. Cái điều đó thường là dành cho những người sắp sửa đi xa rồi đó. Người ta mới làm điều đó. Vắng bóng Bác Trọng rồi ai sẽ đúc lò nữa đây? Nguyên cũng đang lo đây. Cái lò của Bác Trọng đã gầy dựng gần 20 năm, ai sẽ đúc? Cái lò bây giờ nó đúc nửa chữa nửa quê, bây giờ nó chín không chín, sống không sống. Cái lò của Bác Trọng này nó chín không chín, sống không sống. Bây giờ ai tiếp tục cái nghiệp của Bác Trọng đây? Nguyên đang lo cái điều này, các bạn. Nguyên đang rất là lo. Bác Tô Lâm thì Nguyên không có tin chắc là Bác Tô Lâm tiếp tục cái đúc lò rồi. Bác Tô Lâm nó không phải đúc lò. Bác Tô Lâm mà Nguyên không thấy trong cái khuôn mặt của bác có những cái ý định đúc lò. Đó, nên là Nguyên không biết trong tương lai ai sẽ nối nghiệp Bác Trọng về cái đúc lò này. Bây giờ nấu nó chưa có chín, nó nửa chín nửa sống, nó ương ương, nó ương ương. Đây là báo tin liên quan đến Việt Nam là được nhiều người chú ý và các quý vị đang nhắc nhở Nguyên và sợ Nguyên không có chia sẻ về vấn đề của Bác Trọng. Tất nhiên là tin tức này nó quá nóng mà làm sao mà Nguyên không biết được. Vấn đề của Bác Trọng không thể không nêu lên được. Nên là đây là bản tin khá là chấn động. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật một chút xíu bản tin đó đây khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt là bản tin liên quan đến Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ukraine và Đức. Nói về Trung Quốc và Mỹ thì cái tình trạng Trung Quốc và Mỹ càng ngày càng xấu.
Đặc biệt là gần đây, sau khi Mỹ đã bán vũ khí cho Đài Loan, đặc biệt là Mỹ đã cho Đài Loan mượn 12 tỷ Mỹ kim và Mỹ sẽ bán vũ khí cho Đài Loan. Và ngay lập tức Trung Quốc, ngoại giao của Trung Quốc đã cắt cái đường dây nóng và cắt bang giao về vấn đề an ninh với Hoa Kỳ ngay lập tức. Hiện bây giờ Hoa Kỳ vẫn chưa tìm ra được cái biện pháp để có thể ngồi lại nói chuyện với Trung Quốc. Chính phủ của Trung Quốc rất là quyết đoán cắt đứt bang giao về vấn đề này và cho rằng là cái hành động của Mỹ đó là xen vào nội bộ của họ. Riêng biệt về Đài Loan trong bối cảnh ngày hôm nay thì đang chạy đua với nước rút. Đài Loan đang đưa ra với nhu cầu với Hoa Kỳ là bán nhiều vũ khí hơn nữa. Đài Loan sẵn sàng sẽ chi ra nhiều số tiền để mua những loại vũ khí, đặc biệt trong đó nó có hệ thống phòng không Patriot và nhiều vũ khí khác, trong đó nó gồm cả luôn quả tiễn tầm xa của Hoa Kỳ. Gần đây nhất thì bác Trump đã có nêu lên vấn đề tiền bạc để bảo vệ cho Đài Loan, mà ngày hôm qua Nguyên đã có bình luận cho các quý vị với một cái video nhỏ về đối với Nguyên đó không có cái gì xấu cả, nếu mà dùng tiền để giải quyết vấn đề thì nó không phải là vấn đề. Và cái nền kinh tế của Đài Loan nó không thấp nên Đài Loan có thể dư kinh phí để có thể đầu tư về vấn đề an ninh quốc gia bằng cách bỏ tiền cho Mỹ bảo vệ. Tất nhiên phải chờ cựu tổng thống Donald Trump quay trở lại tòa Bạch Ốc thì cái điều này mới có thể thực thi được. Với chính quyền Joe Biden thì chưa bao giờ có những cái ý định này, nên là chúng ta phải chờ xem coi cựu tổng thống Donald Trump có quay trở lại tòa Bạch Ốc hay không, ngài có thắng cử vào tháng 11 hay không thì chúng ta mới biết được. Đây chỉ là bài phát biểu trong một cái bài phỏng vấn của cựu tổng thống Trump về liên quan đến vấn đề Đài Loan mà thôi. Ngoài ra, tình trạng của Đài Loan thì đang bị đe dọa khá là nghiêm trọng. Mấy ngày gần đây thì mỗi ngày có nhiều ngày đạt đến 60 chuyến bay phi cơ chiến đấu của Trung Quốc kích cỡ khác nhau, nhiều bữa 40, 50, có thể nói là không có ngày nào mà trên dưới 10 chiếc cả. Và Trung Quốc vẫn tiếp tục đưa ra cái thông điệp cho khắp cả thế giới rằng là tránh xa Đài Loan ra. Nếu ai đụng đến Đài Loan có nghĩa là đụng đến tôi. Đài Loan không thể độc lập được. Và ai xen vào chuyện của Đài Loan, chúng tôi sẽ coi đó là kẻ thù. Nhưng mà thế giới ngày hôm nay đã tỉnh giấc và họ không sợ hãi lời đe dọa. Và Đài Loan vẫn tiếp tục bắt tay được với nhiều quốc gia ngoại giao trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia giống như là Anh Quốc, Úc Châu, Canada và nhiều quốc gia khác đang tiếp tục ủng hộ và yểm trợ cho Đài Loan bằng nhiều mặt, trong đó bang giao về vấn đề kinh tế, cả luôn bang giao về vấn đề quân sự. Đó là bản tin nho nhỏ vấn đề Đài Loan. Một bản tin nho nhỏ đến vấn đề của Nhật Bản, đó là Nhật Bản hiện bây giờ đang muốn ngăn chặn sự lớn mạnh của Trung Quốc ở những hòn đảo ở gần Úc Châu. Hiện bây giờ Nhật Bản đã đưa ra cái kế hoạch mới là cạnh tranh với Trung Quốc, ảnh hưởng với Trung Quốc, cạnh tranh với Trung Quốc trên những hòn đảo giống như là hòn đảo Solomon và nhiều hòn đảo khác. Những giống như là Palawan, những cái hòn đảo mà những cái khu vực mà nó xa xôi mà mình nghĩ là nó không quan trọng, nhưng thấy rõ được sự hiện diện của Trung Quốc rất là ảnh hưởng. Nên hiện bây giờ cái chiến sách của Nhật Bản bắt tay với Úc Châu là cạnh tranh để cho những cái quốc gia này so sánh. Một, anh chọn Trung Quốc; hai, chọn Nhật Bản và Úc Châu, anh sẽ chọn ai? Thì đây cũng là một cái bước ngoặt mới của Nhật Bản trong thời gian gần đây. Một bản tin buồn cho Ukraine, đây cũng là sẽ là bản tin cuối cùng trong diễn đàn của ngày hôm nay. Đó là tuy rằng nước Đức yểm trợ cho Ukraine rất là nhiều, lời cam kết của Đức bảo vệ cho Ukraine, lời cam kết của Đức yểm trợ cho Ukraine đủ mặt, nhưng về quả tiễn tầm xa thì vẫn không yểm trợ. Nguyên nhân và lý do thì vẫn không hiểu rõ chính phủ của Đức như thế nào, nhưng mà Đức vẫn không gửi quả tiễn Toros cho Ukraine. Sau khi nhiều lời đề nghị qua nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới, cả luôn chánh chánh quyền Zelensky, nhưng Đức vẫn giữ nguyên cái lập trường là không gửi quả tiễn Toros. Đáng tiếc, Toros là bò cụng, đối đầu với bò đỏ rất là hợp lý, nhưng ngược lại Đức lại từ chối. Đây là bản tin thời sự nóng bỏng quốc tế của ngày hôm nay mà Nguyên chia sẻ khúc cuối khá là lẹ, còn nhiều bản tin khác lắm mà cho Nguyên mạn phép ngừng chương trình này ở đây. Mong là các quý vị yêu mến chương trình, ủng hộ chương trình tiếp tục. Các quý vị cũng biết là
cái sự tồn tại của Nguyên về những cái thông điệp, thông tin, nó là nhờ các cô chú và anh chị em sự ủng hộ của các quý vị. Tất nhiên là mình Nguyên cũng cần những người có những cái quan điểm rộng rãi, nhìn sâu và những trái tim mở rộng để chúng ta cùng nhau chia sẻ một cách hài hòa, dễ thương. Đặc biệt là chúng ta cùng nhau có những cái quan điểm nụ cười trong diễn đàn. Bye bye cô chú anh chị em. Nguyên sẽ hiện lại các quý vị chương trình của ngày mai cũng ở tại nơi này. Nguyên sẽ ở đây thêm một ngày nữa, trải qua thêm một ngày ở nơi này nữa. Rồi ngày mai, ngày mốt thì Nguyên sẽ trở về quê nhà của mình, ở tại khu nhà quê hẻo lánh của mình. Và Nguyên cũng ở lại Pháp đây thêm vài tuần nữa, một tuần nữa thôi, thì Nguyên cũng sẽ rời đi, trở về Đan Mạch. Bye bye cô chú anh chị em, ngày mai chúng ta gặp lại với nhiều bản tin sôi động khác. Đêm nay ta thức trắng hướng về Tunisia, bên kia bờ xa xăm dân gào thét tự do, phừng phừng trong lòng ngực ngọn lửa Tunisia làm trái tim đau nhói, mơ ngọn lửa quê nhà Tunisia. Tunisia, chỉ cần một lời, chúng tôi đòi tự do, chúng tôi đòi tự do. Cút đi quân độc tài, quân độc tài, chúng tôi không sợ ai. Freedom for Vietnam. Việt Nam ơi, tuổi trẻ ơi, chỉ có con đường sắp tới đi thôi, con đường duy nhất cứ nguy giống nòi, vung lên đi những trái tim cách mạng, ngọn đuốc nhân quyền phải thắp chính thân ta. Đau biết mấy dân ta nhìn về quê hương tôi, tuổi trẻ Việt Nam ơi, nhìn tấm gương Tunisia ngời sáng, đây tấm gương tiên nhân đời đời, kia non sông tan tác tả tơi. Việt Nam, chỉ cần một lời, chúng tôi đòi tự do. Phá tung tích viên, phá tung tích viên, xóa tan bạo quyền, xóa tan bạo quyền. Freedom for Việt Nam, la liberté pour la Việt Nam. Nam ơi, tuổi trẻ ơi, chỉ có con đường sốc tới đi thôi, con đường duy nhất cứ nguy giống nòi, vung lên đi những trái tim cách mạng, ngọn đuốc nhân quyền phải thắp chính thân ta. Vì đồng bào Việt Nam,
Việt Nam ơi, tuổi trẻ ơi, Freedom for Việt Nam, La Liberté, Pour la Việt Nam. Freedom for Việt Nam, La Liberté, Pour la Việt Nam. Freedom for Vietnam, freedom for Vietnam.